Quần thể di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được xây dựng trên diện tích 10,5 hectare, nhưng hiện tại mới hoàn thành giai đoạn 1 trên diện tích 2,5 hectare, bao gồm các hạng mục như nghi môn ngoại, cầu đá, hồ, nghi môn nội, nhà văn bia, nhà giải vũ và đặc biệt là khu vực nhà chính điện. Ngày khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 468 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung, công trình nhà chính điện được khánh thành vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Các đơn vị thi công đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1 của dự án từ tháng 9 năm 2010. Ngay sau đó, hàng loạt các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai. Phấn đấu đến năm 2015, toàn bộ các hạng mục trong quần thể khu tưởng niệm được hoàn thành. Đây là một phần trong toàn thể quy mô dự án khu tưởng niệm các vua nhà Mạc rộng 10,5 hectare với hơn 30 công trình, di tích lịch sử trong khu vực cố đô Dương Kinh xưa. Sau lễ khánh thành, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của giai đoạn 2, huyện Kiến Thụy đã triển khai các hoạt động quản lý, xây dựng khu tưởng niệm trở thành công trình văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, là điểm nhấn văn hóa du lịch của huyện nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Nhà chính điện lợp mái ngói mũi hài kiểu thời Mạc và ngói chiếu hoa văn hình chữ thọ. Bờ nóc chạy đều, đắp lưỡng long trồng nguyệt, con kìm, con sô theo chuẩn mực cổ. Nhà kiến trúc theo kiểu chữ công được nâng đỡ bởi 100 cây cột lim. Phần phía trước gồm 7 gian, 2 trái, 4 hàng cột, diện tích trên 378 m². Hệ thống cột bao gồm 3 loại: cột cái đường kính 450 mm, cột quân đường kính 360 mm, cột hiên đường kính 300 mm. Tiền đường là nơi thờ ngai vị của những người đã tiếp nối sự nghiệp nhà Mạc sau biến cố 1592, khi nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long. Lúc đó, con cháu và hậu duệ vẫn tiếp tục sự nghiệp và trấn thủ tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và tồn tại 85 năm. Đó là các vị Đôn Hậu Vương Mạc Kính Cung, Đường An Vương Mạc Kính Chỉ, Thuận Đức Vương Mạc Kính Vũ, Khánh Vương Mạc Kính Khoan và các vị khác. Ngoài ra, tiền đường còn có các hoành phi, câu đối, ghi lại công đức cũng như sự nghiệp của nhà Mạc. Tam Bách Niên Tiền Tiên Tổ Di Mưu Hưng Đế Nghiệp có nghĩa là 300 năm trước, tiên tổ dựng xây đế nghiệp còn truyền lại. Thiên Thu Dư Hậu Tử Tôn quyết sách định Giang Sơn có nghĩa là nghìn năm sau, con cháu quyết định sách lược bình định Giang Sơn. Kế tổ truyền thông Thiên Thu Quang Hữu Vĩnh có nghĩa là kế tục sự nghiệp của tiên tổ truyền lại, ngàn năm còn ánh sáng mãi. Niên đăng tục diệm, vạn đại ánh vô biên có nghĩa là lửa đèn liên tục sáng, muôn thuở ánh vô biên. Việt duyệt gia thanh trần triều, Mạc trạng nguyên tri hậu có nghĩa là công lớn, thanh danh gia tộc được là dòng dõi của Mạc trạng nguyên triều Trần. Nguyên lưu thế phả Đông Hải Thanh Hà quận Dĩ Lai nghĩa là dòng dõi còn lưu lại đến từ quận Thanh Hà.
và các hoành phi. Bách thế lưu phương có nghĩa là trăm đời lưu lại hương thơm. Quốc thái dân an nghĩa là cầu đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Thiên hoàng phái diễn nghĩa là trời đã phái xuống. Vinh Mạc Quý Sinh nghĩa là dòng họ Mạc vinh hiển, danh giá quý báu. Tổ Triệu Tông Bồi nghĩa là cụ tổ khởi nền, dòng họ Bồi Đắp. Hai bên tả hữu tiền đường còn có các nhạc khí phục vụ cho hành lễ, đó là trống, chiêng và đại hồng trung. Trống do các nghệ nhân làng Đội Tam Hà Nam làm. Đây là một làng nghề có bề dày truyền thống trong nghề làm trống và đã làm nhiều trống phục vụ cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chiêng do chi họ Mạc ở Câu Từ Nội hợp thành Thủy Nguyên Cung Tiến. Đây là chi họ vẫn giữ nguyên được họ Mạc sau biến cố 1592, vì họ là hậu duệ của Ninh Vương Mạc Phúc Từ, con trai Ninh Vương là Mạc Đạo Trai đem quân xuống đánh quân Trịnh ở Thanh Hóa. Thua trận bị Trịnh Tùng bắt được. Lúc này Trịnh Tùng muốn dùng Mạc Đạo Trai làm một con bài chiến lược nên đã gả con gái của mình là Trịnh Thị Nhân cho ông, nhờ ông đã tuân tiết. Lúc đó Trịnh Thị Nhân đã được cha hứa gả. Đối với phụ nữ thời xưa, trinh tiết quý hơn vàng nên đã giữ tiết không tái giá, nên nhận người cháu ruột của Mạc Đạo Trai làm con nuôi. Sau đó người con này đem mẹ về phụng dưỡng tại vùng Thủy Nguyên, do đó mà chi họ Mạc này không hề bị tàn sát. Đường kính của trống và chiêng đều lấy hai số cuối của năm nhà Mạc lên ngôi làm số đo đường kính 1m27. Đại hồng trung do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thương mại ICC và Công ty Cổ phần Thương mại DJ cùng gia đình bác Đặng Ngọc Chuyển cung tiến. Ban đầu khi đúc chuồng dự tính nặng 1500 kg, nhưng sau khi đúc xong và đưa lên kiểm định lần cuối thì cân nặng lên tới 1527 kg, trùng khớp với năm Đức Thái Tổ lên ngôi vua lập nên Vương Triều Mạc năm Đinh Hợi 1527. Chuông gia thợ Nguyễn Văn Xính cùng kiếp thợ ở Huế ra đúc tại nơi đây. Chuồng được đúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Nối tiếp giữa tiền đường và hậu cung là nơi thờ ngai vị của tiền đế. Đây chính là dấu ấn trong kiến trúc văn hóa thời Mạc. Khoảng không gian này sẽ giúp chúng ta có một khoảng lặng trong tâm hồn để hướng về chốn thâm nghiêm nơi hậu cung bên trong. Hậu cung là nơi thờ linh vị thần tượng năm vị tiên đế triều Mạc định đô ở Thăng Long trong 65 năm 1527-1592. Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung. Thái Tông Khâm Chiết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh. Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải. Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên. Mục Tông Hồng Minh Hoàng Đế Mạc Mậu Hợp. Tất cả các pho tượng nhà Mạc khi xưa không có một số đo hay kích cỡ cụ thể nào cho các vua. Bởi vậy, trước khi tạc tượng, họa sĩ người Hải Phòng, ông Trần Minh Tuấn tìm tòi những nét cơ bản nhất tạc trên thạch cao. Sau đó, nghệ nhân Anh Trúc ở Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội cùng kiếp thợ của mình tạc lại trên gỗ miết lõi và tượng được tạc trong tư thế ngồi thiết triều. Pho tượng của Đức Mạc Thái Tổ cao 1m33, các pho tượng còn lại cao 1m27. Sở dĩ, tượng Đức Mạc Thái Tổ cao hơn vì sinh thời, ông có thân hình cường tráng, cao lớn hơn người. Còn số đo của các pho tượng khác ban đầu chỉ lấy hai số cuối năm của nhà Mạc lên ngôi 1527. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây nhất thì những số đo của các pho tượng lại vô tình trùng khớp với số đo tượng đá cổ được tạc năm 1583
hiện còn lưu thờ ở nhà chùa Hưng Khánh, quận Hải An. Đó chính là tượng Đức Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng đế Mạc Phúc Huyền, vị vua thứ 4 của nhà Mạc. Mỗi pho tượng đều được dát 2 cây vàng ta. Trong hậu cung còn đặt bức ảnh chụp hôm an vị tượng 12 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Theo như thông lệ, tất cả các ngày đại lễ ở đây hầu như gặp mưa, và chiều ngày hôm đó trời rất sầm sì, những áng mây đen phủ kín bầu trời. Mọi người tưởng như sẽ có một cơn mưa rất to, nhưng khoảng 4 đến 5 giờ chiều trời không mưa, mà xuất hiện trên bầu trời những áng mây sáng kết tụ thành hình năm ông rồng trầu về chính điện, nơi an nghỉ của các ngài và con cháu dòng tộc. Hậu duệ đời thứ 17 đã nhìn thấy khoảnh khắc này và chụp lại, đặt tên cho hiện tượng linh ứng thiên vân, cảnh hoàng hôn nhân ngày an vị thần tượng năm vị tiên đế này là Ngũ Long Hồ Triều. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là thanh đại long đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung đang được lưu trữ tại Thái Miếu. Và thanh đại long đao này đã có lịch sử tồn tại là gần 500 năm rồi. Và theo như các nhà nghiên cứu thì chỉ có hai binh khí được lưu thờ như là vật thái bảo, đó chính là thanh long đao của Tống Thái Tổ thuộc nhà Bắc Tống, và thanh còn lại chính là thanh đại long đao của Mạc Thái Tổ đang được lưu trữ tại đây. Đây là thanh bảo đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, nguyên bản nặng 32 cân, dài 2m55. Lưỡi đao và cán đao đều được làm bằng sắt rỗng, duy có con cá chốt được làm bằng đồng thau, trên có in hình đầu rồng. Sau khi Thái Tổ qua đời, thanh bảo đao được lưu thờ ở Thái Miếu Thăng Long, sau đưa về Sơn Lăng cổ trai. Đến năm 1592, khi nhà Trịnh với danh nghĩa phủ Lê diệt Mạc, thanh bảo đao được thân vương Mạc Đăng Thận cùng hơn 400 quân lính lên thuyền lánh nạn, dạt vào cửa biển Nam Định sinh sống. Trước khi vào Nam Định, mọi người thay tên đổi họ từ họ Mạc sang họ Phạm và sinh sống ở Nam Định, bắt đầu có sự phân chi. Chi thứ hai lưu thờ thanh bảo đao. Năm 1728, Lê Dụ Tông có hai người con trai trước khi đi thi, xin vua cha thắp nén hương ở tư đường họ Phạm, gốc Mạc, để xin linh khí đi thi. Sau đó, hai người con đều đỗ đạt. Năm 1821, dưới triều vua Minh Mạng, Phan Bá Vành khởi binh chống lại triều đình, muốn mượn thanh bảo đao của Đức Mạc Thái Tổ làm linh khí trên chiến địa. Được tin, con cháu họ Phạm gốc Mạc đã kịp thời chôn giấu thanh bảo đao, không để kỳ vật của tiên đế rơi vào tay người khác. Sau thời gian mưa gió bào mòn, mất dấu vết nơi chôn thanh bảo đao. Thanh đao bị mất dấu vết từ thời kỳ đó ở Gò Con Hỏa. Đến năm 1938, khi con cháu có điều kiện tu sửa tư đường Đào Hồ Bán Nguyệt đã tìm lại thanh bảo đao, và từ khi tìm thấy thanh bảo đao thì hiện tượng ở Gò Con Hỏa không còn nữa. Do thời gian quá dài trong lòng đất nên thanh bảo đao đã ít nhiều bị han rỉ. Cho đến nay, thanh bảo đao còn nặng 25,6 cân. Vì đây là binh khí liền thân của Thái Tổ, từ ngày ngài còn làm đô lực sĩ của nhà Lê, nên thanh bảo đao đã được chi họ Phạm gốc Mạc ở Nam Định cùng hội đồng gia tộc họ Mạc cùng rước về lưu thờ bên cạnh người từ 15 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Chúng ta thấy rằng cái thanh long đao rất nặng, nếu bây giờ gõ ghét đi giờ vẫn còn đấy một cái trọng lượng đến 23 cân. Người ta trước người ta nói là Mạc Đăng Dung có sức võ hơn người thì có lẽ đây nó chắc là một sự thật, chứ cầm nổi một cái thanh long đao này thì cũng là phải người võ lại cao cường. Tôi đã so sánh cân của cái thanh long yển nguyệt đao của quan võ mà, nói chung là thời Tào Quốc ấy, thì cái thanh long yển nguyệt đao của quan võ không nặng bằng cái thanh long nào. Thế nhưng truyền ngôn thì xưa nay vẫn nói là Mạc Đăng Dung là một võ tướng rất giỏi, sức khỏe hơn người, mà thậm chí người ta không biết thực hư như thế nào, nhưng người ta nói là cái sư sườn của ngài liền thành một khối, sức nó có thể cử được đỉnh ấy. Thế cho nên con đây là một điều hoàn toàn ta tin được, vì cái dòng họ này là cái dòng họ nổi tiếng ở Nam được nhà văn Nhượng Tống chính là cái người dòng họ này đấy, họ đã ghi lại và họ cất giấu, cho nên không có cái gì mà gia phả người ta còn giữ được, tài liệu người ta còn giữ được, không có cứ gì mà mình ta nghi ngờ ấy.